Thưa quý vị, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ đầu tháng 10 cho đến nay, giá gạo trong nước đã tăng từ 3 cho đến 500 đồng 1 kg so với tháng trước đó. Theo đó, thì giá xuất khẩu lặp lại đỉnh của cơn sốt giá gạo hồi tháng 8 là 643 đô la Mỹ một tấn cho gạo 5% tấm, mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Đặc biệt là gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng bất chấp gạo Thái Lan và Pakistan giảm giá mạnh. Theo đó, thì hiện gạo Việt Nam đang cao hơn các đối thủ lần lượt là 13 và 16%. Báo cáo của các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy giá lúa tại ruộng và kho tăng mỗi ngày. Trong đó, tại miền Bắc, giá lúa khô tăng lên 14.000 đồng 1 kg. Còn các tỉnh miền Tây, điển hình ở vựa lúa gạo An Giang, giá lúa làng nhen khô lên 15.000 đồng 1 kg. Lúa đài thơm, nàng hoa tươi tăng thêm 100 đồng so với trước, lên 9.000 đồng. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, gạo Việt Nam đang sốt giá trở lại do nhu cầu thị trường thế giới tăng cao. Trong đó, gạo thơm của Việt Nam chất lượng ngày càng vượt trội và được đánh giá cao nên các quốc gia trên thế giới ưa chuộng. Ngoài ra, vụ thu đông của Việt Nam sản lượng thường thấp hơn nhiều so với các vụ khác. Hiện vụ thu hoạch thu đông đã cuối vụ, lượng lúa trong dân giảm dần nên đẩy giá tăng cao. Theo dự báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa gạo khó hạ nhiệt ngay khi nguồn cung gạo cho xuất khẩu từ giờ đến cuối năm không còn nhiều. Trong khi đó, nhu cầu trên thị trường thế giới vẫn tăng cao, đặc biệt từ Indonesia, Philippines, Trung Quốc. Tính toán sơ bộ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ở kịch bản cao nhất, Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 7,7 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt khoảng 4,2 đến 4,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Tháng 9, Việt Nam xuất khẩu đạt 6,6 triệu tấn, tương đương 3,66 tỷ đô la Mỹ.